Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định thị trường sau phiên giao dịch của em Nam. Và chúng ta vừa kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày 19 tháng 6 đầu tuần đúng không ạ? Thị trường thì tiếp tục chịu một cái áp lực bán nối tiếp từ chiều phiên thứ sáu. Thị trường của chúng ta đóng cửa tại cái vùng 1105.40, giảm 9.82 điểm, tương đương với 0,88%, với cái thanh khoản là 14.300 tỷ. Và cái số lượng mã xanh ấy thì nó chỉ có 113 mã thôi, còn mã đỏ thì nó áp đảo hoàn toàn với 315 mã và số lượng mã sàn là lên tới 19 mã, cho thấy hôm nay là một cái phiên mà thị trường khá là tiêu cực về cái áp lực bán là diễn ra trên toàn thị trường. Thì nó chỉ có một cái điểm gọi là đỡ tiêu cực hơn một chút, đấy là về cái mặt thanh khoản trong ngày hôm nay không phải thanh khoản quá lớn đấy chị nhé. Thị trường thì về cái biên độ giảm thì khá lớn đúng không ạ, khoảng tầm gần 10 điểm, nhưng mà cái thanh khoản thì ở một cái mức gọi là bình thường, 14.300 tỷ. Chúng ta có nhóm chứng khoán anh chị thấy là cổ phiếu VND thì sau cái phiên mà gọi có thể nói là bull trap vào phiên thứ sáu khi mà tăng trần đúng không ạ, tăng trần và sau đó bị bán ngược trở lại, thì trong phiên ngày hôm nay vẫn tiếp tục điều chỉnh. Thì đây là cái nhịp điều chỉnh mà chúng ta đã view trước rồi, nó sẽ cần có những cái sự điều chỉnh tích lũy trở lại, và cái nhịp điều chỉnh này khi mà nó về lại các cái vùng giá gần 18 thì đấy sẽ là cơ hội để cho chúng ta có thể mua cho cái nhịp tới đối với cả VND nhé. SSI và HCM và VCI thì hôm nay là các cổ phiếu này thì vẫn đang giữ được cái sắc xanh và một sức mạnh khá tốt. SSI tăng 1,1%, VCI thì tăng tới 4,4%, rất là tích cực trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay thì các cổ phiếu họ nhà APEC đúng không ạ? Chúng ta có APS, API rồi IDG đều sàn. Thì các cổ phiếu này nó có cái thông tin tiêu cực, thì cũng chia sẻ với anh chị là cái cây sàn đầu tiên thì mọi người chưa nên bắt đúng không ạ? Mọi người ít nhất phải chờ nó có những cái sự cân bằng trở lại thì mọi người mua nó sẽ ok hơn nhé. Rồi chúng ta có nhóm bất động sản, hôm nay có cái sự hồi phục của đích và đất xanh. Thì những cổ phiếu này thì nó có phân kỳ âm ở trên chart ngày. Tuy nhiên là trong chart giờ nó có hai đáy đúng không ạ? Hai đáy thì nó đang có sự hồi phục nhẹ nhàng. Đấy, thì Nam đánh giá là anh chị cứ để cho nó tích lũy và hồi phục để xem cho là nó giữ được các cái vùng giá hỗ trợ hay không ấy, thì chúng ta sẽ tham gia sau. Các cổ phiếu này nó điều chỉnh trước thị trường anh chị ạ. Thì chúng ta sẽ xem nó quá trình tạo đáy của nó như nào, nó có giữ được cái vùng hỗ trợ đáng tin cậy hay không nhá. Chúng ta có nhóm banh thì khả năng trong cái nhịp này thì nó cũng điều chỉnh nhẹ theo thị trường thôi. Đây là một cái nhóm mà khả năng nó sẽ giữ nhịp. Hôm nay chúng ta có cổ phiếu Vietcombank điều chỉnh khá là mạnh. Riêng Vietcombank là lấy đi của thị trường đâu đó khoảng tầm hơn 4 điểm anh chị nhé. Giảm tới 3,1%, đây là một mức giảm khá là mạnh đấy. Chúng ta có nhóm thép thì hôm nay điều chỉnh nhưng mà cái vốn bán thì rất là thấp đúng không ạ? Thì Nam đánh giá đây là những cái sự điều chỉnh gọi là tích cực của nhóm thép vốn hóa lớn nhé. Vốn hóa nhỏ thì nó tăng được một cái nhịp dài rồi thì nó đang gặp áp lực chốt lời. Còn nhóm thép vốn hóa lớn thì nó đang tích lũy một cách là gọi là hết sức là bình thường, và Nam đánh giá là cũng đang là những cái nhịp tích lũy điều chỉnh tích cực trong cái quá trình đi lên thôi, không vấn đề gì. Nhóm dầu khí thì hôm nay cổ phiếu PVD, PVS, PVB và PVC thì đều có sắc xanh, đặc biệt là PVB thì có những thời điểm tăng trần. Đấy, những cổ phiếu này thì sau cái phiên bật mạnh vào thứ năm tuần trước ấy thì nó đang tích lũy trở lại anh chị nhá, để chuẩn bị cho nhịp tiếp theo, nó đang tích lũy thôi. Đấy, các cổ phiếu này thì cũng là cổ phiếu mà đã view cho anh chị cái xu hướng của nó trong chung và dài hạn rồi, anh chị vẫn có thể tiếp tục quan sát được anh chị nhá. Mua thì anh chị cũng sẽ có những cái vùng mà có thể mua được đối với cổ phiếu PVD. PVS thì nó hơi cao một chút này. Rồi PVC thì hơi yếu anh chị nhé, còn PVB thì nó qua mất điểm mua rồi. Thì Nam đánh giá là cổ phiếu PVD là vẫn còn điểm mua này. Chúng ta có nhóm đầu tư công thì cuối tuần vừa rồi có một số các cái thông tin liên quan đến cái việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thì trong sáng ngày hôm nay có một cái phiên bật khá là tốt vào buổi sáng. Tuy nhiên là đến buổi chiều thì cũng đều chịu áp lực bán và bị bán ngược trở lại, các cổ phiếu như là HHV, VCG và FCN thì đều bị bán ngược trở lại. Có con LCG ấy, thì nó đang giữ được cái nhịp tăng. Đó, tuy nhiên thì Nam đánh giá là hiện tại bây giờ chúng ta đang gặp cái rủi ro liên quan đến thị trường, thì lát nữa Nam sẽ phân tích thị trường một cách kỹ hơn. Thì hôm nay một số cổ phiếu nó về thì các điều chỉnh về một số các cái vùng mà mua mà có thể gọi là vùng hỗ trợ nó gọi là an toàn ấy, thì hôm nay Nam cũng cho mở mua một số các cổ phiếu nó về đến hỗ trợ. Còn các cổ phiếu mà nó đang bật mạnh như thế này thì Nam nghĩ là sẽ cần cái thời gian để quan sát thêm cái sức mạnh của nó, xem là nó có thể hiện được sức mạnh trong cái nhịp tới hay không. Bởi vì là chúng ta đang có cái rủi ro liên quan đến thị trường điều chỉnh, cho nên là những cái nhịp mà gọi là nó break và mua theo break ở nhịp này ấy, thì Nam chưa đánh giá quá cao nhé. Tuy nhiên là cái nhóm đầu tư công ấy, Nam đánh giá là cái nhịp sau của thị trường nó sẽ là cái nhóm mà hết sức đáng chú ý anh chị nhé. Các cổ phiếu như HHV, VCG đúng không ạ, là các cổ phiếu hết sức đáng chú ý.
Thì đấy là một cái nhịp vòng review nhanh để về thị trường. Anh chị đang theo dõi cái video này, mọi người đừng quên để lại những lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam nhé. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì có thể về với đội của Nam bằng cách là mở một tài khoản VPS hoặc là chuyển về ID Nam quản lý theo cái mã ID R808, và hãy liên hệ với Nam theo số điện thoại đang chạy trên màn hình anh chị nhé. Đó, đang chạy trên màn hình này thì Nam sẽ hỗ trợ và hướng dẫn anh chị vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta cùng đồng hành và phát triển. Rồi, Nam sẽ đi sang cái phần thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái chart đồ thị, đúng không ạ? Chart đồ thị thì anh chị có thể thấy là index hôm nay thì nó đã phóng xuống, đúng không ạ? Sau cái phiên này, sau cái phiên mà ngày 16 tháng 6, đúng không ạ? Nó giảm, nó mất đi cái vùng 1120, nó mất đi Tcan và Kijun đây. Thì anh chị thấy là hai cái đường Tcan Kijun nó đang hợp bích và phóng xuống, thì đây là một cái xu hướng giảm nhé, một xu hướng giảm ở trong ngắn hạn và nó vẫn đang khá là mạnh, và đến chiều ngày mai thì nó mới có các cái tín hiệu là tách kiếm trở lại, nó tách kiếm và nó sẽ hình thành những cái gọi là cái nhịp giảm yếu hơn, đúng không ạ? Còn hiện tại là cái nhịp giảm trong ngày hôm nay thì nó vẫn đang khá là mạnh khi anh chị thấy là cái đường Tcan và cái Jun hợp bích, đúng không ạ? Thì trước mặt thì chúng ta có cái vùng hỗ trợ là cái vùng 1100 và xa hơn là cái vùng 1093, thì đây là hai cái vùng hỗ trợ mà Nam đánh giá là tương đối là đáng tin cậy trong cái nhịp này. Thì nếu như index nó có điều chỉnh về đây ấy, thì đây cũng là cái vùng mua của chúng ta anh chị nhé. Đó, cái vùng 1100 và cái vùng 1090 sẽ là cái vùng mua mà Nam đánh giá là khá là ok. Tuy nhiên là một số cổ phiếu mà nó giảm trước thị trường ấy thì nó về đến các cái vùng hỗ trợ trước thì chúng ta vẫn có thể là nhặt trước được. Thì hôm nay Nam cũng bắt đầu cho nhóm khách hàng nhặt một số cổ phiếu mà buổi chiều nay khi thị trường bắt đầu có những sự bán mạnh vào cuối phiên ấy, thậm chí là trong phiên ATC cũng có thể là nhặt được một chút cổ phiếu anh chị nhé. Thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Đấy, còn về cái việc mà thị trường giảm ấy thì chúng ta cũng đã view sẵn rồi. Đã view cho anh chị từ trước rồi, đúng không ạ? À, vì trong các bản tin ấy, thì mình cũng đã chia sẻ là đến khả năng rất cao là thị trường sẽ có những cái nhịp giảm trên đồ thị H1, thì việc thủng qua cái vùng 1120, đúng không ạ? Vào phiên thứ 6 thì index đang khi index xác nhận test đỉnh 1130 không thành công thì trước mặt là có một cái vùng EMA rất là mỏng, khả năng rất cao index sẽ bước vào cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn anh chị nhé. Đã view từ hôm thứ 5 và thứ 6 tuần trước rồi thì hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại thôi, và nhịp điều chỉnh này có thể kéo dài 5 đến 7 phiên. Thì ở đây nó là đã là phiên thứ hai, đúng không? Là phiên thứ hai thì khả năng là nó sẽ vẫn còn điều chỉnh trước khi nó quay trở lại tăng. Và vùng trước mắt, vùng hỗ trợ là cái vùng 1100 cho đến vùng 1090, thì đây là cái vùng mua tiềm năng và vẫn tập trung vào các cổ phiếu như là chứng khoán, bất động sản, đầu tư công, thép và dầu khí. Thì đây vẫn là những cái nhóm mà Nam đánh giá rất cao, và hôm nay một số các cổ phiếu nó về đến các một nó về vùng mua ấy là cũng có thể bắt đầu anh chị có thể nhặt trước được rồi nhé. Ok, đến buổi trưa thì Nam cũng gửi một cái tin nhắn về các cái cổ phiếu mà anh chị có thể chú ý mua như DRH, DXS này, Nam Kim, Hoa Sen, HV, VCG, các cổ phiếu như là chứng khoán như VND, SSI thì cần phải chờ thêm này, PVD cũng phải chờ này, và đất xanh, đích và sell hôm nay có nhịp hồi phục nhưng mà cũng phải chờ thêm anh chị nhé, nó chưa đủ điều kiện mua. Đó, thì đây là trong cái Zoom cộng đồng, anh chị nào muốn vào thì có thể quét mã QR code ở đây hoặc là click vào cái đường link ở dưới mục mô tả của video này anh chị nhé. Còn anh chị muốn vào trong Zoom khách hàng để có những cái điểm mua điểm bán nó rõ ràng hơn ấy, điểm mua điểm bán nó rõ ràng hơn ấy, thì mọi người có thể liên hệ với Nam nhé. Ok, về thị trường thì cái nhịp xung lực giảm trong sáng ngày mai nó sẽ vẫn còn tồn tại trong ít nhất là khoảng tầm hết phiên sáng ngày mai đến phiên chiều ngày mai, đúng không ạ? Thì khi nếu mà index có những cái nhịp mà đạp mạnh vào sáng ngày mai về đến cái vùng 1000 hoặc thậm chí là sâu hơn, mọi người về đến cái vùng 1100 hoặc thậm chí là sâu hơn, thì anh chị có thể tiến hành nhặt ở trong cái hoảng loạn anh chị nhé. Sáng ngày mai nếu như có nhịp đạp thì anh chị có thể bắt đầu mua được rồi. Và khi mà thị trường nó về đến các cái vùng hỗ trợ như 1100 này, 1093, 95 thì đấy là các vùng mà chúng ta sẽ bắt đầu có thể mở mua anh chị nhé. Rồi, thì đấy là về thị trường. Còn về cái chart đồ thị trên đồ thị chart ngày ấy, thì anh chị có thể thấy là thị trường của chúng ta đã có hai phiên điều chỉnh tương đối là mạnh. Với cái thanh khoản trong ngày hôm nay thì nó có một cái điểm gọi là tích cực hơn, đấy là cái thanh khoản thì nó thấp hơn phiên giao dịch thứ 6. Và anh chị thấy là cái đường MA20 nó đang hướng lên ở cái vùng 1095, 93, 95 ở đây. Đó, thì đây là một cái vùng hỗ trợ rất là đáng tin cậy của thị trường. Và anh chị xét ở trên Ichi hay là trên Bollinger Band và trên cái MA thì anh chị thấy là cũng là cái vùng hỗ trợ rất là đáng tin cậy. Và cái trend này của thị trường thì Nam đánh giá đây nó cũng chỉ là cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thôi, trước khi bước vào cái xu hướng tăng anh chị nhé. Hiện tại anh chị thấy là MACD nó mới bắt đầu có tín hiệu tạo cái đỉnh đầu tiên, đúng không ạ? Nó chưa có những cái tín hiệu tạo đỉnh mà có thể là kết thúc cái sóng nhịp cái sóng dài này được, cho nên là mọi người cũng không cần quá lo nhịp này. Và cái nhịp điều chỉnh thì đã view cho anh chị từ tuần trước rồi, và tuần trước thì trao đổi với anh chị tuần trước là tuần mà chúng ta canh bán, còn tuần này là cái tuần mà chúng ta sẽ canh mua anh chị nhá. Các cổ phiếu nó về đến vùng hỗ trợ là chúng ta có thể mua được rồi.
Ok, đấy là góc nhìn của Nam về thị trường nhé. Anh chị đang theo dõi cái video này, mọi người đừng quên để lại những lượt like, lượt tim ủng hộ tinh thần cho Nam. Nếu như anh chị không biết comment gì thì cứ để lại những cái trái tim màu tím ở dưới mục bình luận cả nhà nhé. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì hãy về với đội của Nam bằng cách là mở một tài khoản VPS hoặc là chuyển về ID Nam quản lý theo cái mã ID R808, hoặc là liên hệ với Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình đây. Thì Nam sẽ hỗ trợ cho các anh chị vào trong các cái Zoom VIP cả nhà nhé, để chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và phát triển. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh một số các cái cổ phiếu mà Nam có đưa ra một số các điểm mua cho anh chị trong ngày hôm nay. Đúng ạ, ví dụ như cổ phiếu DRH này, anh chị thấy là hôm nay là một cái phiên mà giảm 5% với một cái thanh khoản khá lớn, đúng không ạ? Đây là một cái phiên bán khá hoảng loạn. Tuy nhiên là cái vùng này là về đến các vùng hỗ trợ giao găm 65 ở đây. Cái vùng giá 6 này là cái vùng mà rất là đáng tin cậy của cái cổ phiếu DRH này. Anh chị có thể cân nhắc gom dần ở quanh vùng này. Tất nhiên là nó về đến đây ấy thì không phải là nó sẽ bật ngược lại luôn, và nó sẽ có những cái pha mà nó dừng chân này. Dừng chân này xong nó test lại này. Đấy, nó còn test đi test lại một hai lần sau đó nó mới tăng anh chị nhá. Đấy, cho nên là mua thì cũng không phải vội lắm đâu, nhưng mà những cái phiên hoảng loạn như này thì anh chị có thể nhặt dần được anh chị nhá. Thì đấy là cổ phiếu DRH, Nam đánh giá khá là cao cổ phiếu này. Nó đang trong cái quá trình rũ ở vùng đỉnh anh chị nhá. Nó có một cái nền tích lũy rất là chặt và cái dòng tiền vào cái nhịp bột này Nam đánh giá rất cao rồi. Bây giờ cái nhịp rũ này thì nó xảy ra, nó có thể nó sẽ có những cái pha nó bò ở đây, và trước khi nó bước vào cái nhịp chạy sóng số 2, đây là cái cổ phiếu mà anh chị có thể cân nhắc được. Tiếp theo cổ phiếu DXS này. Đó, cũng là cổ phiếu mà nó đang có nhịp điều chỉnh, anh chị có thể cân nhắc quanh tham gia quanh vùng giá 8 nhé, trong cái nhịp điều chỉnh trong các phiên tiếp theo. Đúng ạ. Rồi chúng ta liên quan đến cổ phiếu thép thì chúng ta có Hoa Sen và Nam Kim. Anh chị thấy là nó đang test lại cái đường MA20 nhưng mà cái thanh khoản bán rất là thấp, thì đây cho thấy áp lực bán này không lớn. Ở trên Ichi thì anh chị thấy là đã chia sẻ anh chị là nó có cái khách sạn ở đây. Đấy, cho nên là hút giá về cái vùng cân bằng của nó là cái vùng 16.1, và sâu hơn chúng ta có một vùng hỗ trợ giao găm rất là đáng tin cậy là 15.8. Thì đây là một cái vùng Nam đánh giá rất cao của cổ phiếu Hoa Sen, anh chị có thể cân nhắc tham gia nhé. Thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà trong cái thời gian tới Nam đánh giá nó sẽ rất đáng chú ý đấy. Anh chị ạ, rất đáng chú ý, và Nam Kim cũng tương tự như vậy nhé. Đó, Nam Kim cũng tương tự như vậy. Thì cái vùng cân bằng của nó, cái vùng khách sạn cân bằng là cái vùng giá 16, đúng không ạ? 16, 16.1, và sâu hơn là ngay cái vùng 15.7 này. Đây là những cái vùng mua rất là đẹp của cổ phiếu Nam Kim, mà kể cả cái vùng giá hiện tại anh chị cũng có thể nhặt dần được rồi. Anh chị thấy là hôm nay là mặc dù là giảm 2,4% nhưng mà thanh khoản rất là thấp, thanh khoản rất là thấp, thì anh chị có thể cân nhắc tham gia cổ phiếu này. Nếu như có những cái sự mà nó bán xuống thêm một chút nữa, mọi người có thể mua mới được luôn nhé. Đó, thì đấy là cái nhóm thép. Rồi chúng ta có các cổ phiếu về chứng khoán, thì hôm nay có VND thì giảm mạnh này. Không, thật ra cũng không mạnh lắm, 1% thôi. Đấy, nhưng mà anh chị thấy là nó đang lấp lại cái gap này. Mọi cái gap nó mở ra vào phiên thứ 6 rồi, trước theo các cái thông tin về giảm lãi suất đấy, giảm lãi suất điều hành ấy, thì Nam đánh giá là đây nó sẽ cần những cái sự tích lũy, và khả năng nó sẽ có cái cây này nó đóng khả năng rất cao là cái một cây bull trap rồi anh chị nhá. Cái này là một cây bull trap rồi, cho nên là nó phải có cái sự tích lũy trở lại đây thôi. Tích lũy trở lại thì nếu như nó có test lại cái vùng cái cây mà nó bán với cái khối lượng là 70 triệu cổ phiếu ở đây ấy, thì nó có test lại cái vùng này ấy, thì là cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc về việc tham gia đối cổ phiếu VND nhé. Cái vùng giá 18.x thì anh chị có thể là bắt đầu gom cổ phiếu VND được rồi. Nam đánh giá đây vẫn là cổ phiếu rất là tốt trong nhịp tới. Hôm nay thì chúng ta có con VCI là cái con mà khá là ok. Anh chị thấy là hôm trước nó có một phiên bật và nó bị lùi lại, hôm nay thì tiếp tục tăng lên. Thì hai đường TKN và Kijun của nó vẫn đang đang hợp bích và đang hướng lên. Thì hôm nay thì có một cái điểm mà nó chưa được ok cho lắm, tức là nó chưa vượt được cái vùng giá cao nhất của phiên giao dịch ngày hôm qua. Đấy, nếu như hôm thứ 6, nếu như nó vượt được cái vùng 36.75 thì nó sẽ ok hơn một chút. Tuy nhiên là Nam đánh giá là với hai cây vô này ấy, thì khả năng là nó sẽ giữ được ở vùng này anh chị nhé. Đấy là hiện tại là Bollinger Band cũng đang mở ra và hướng lên, và band dưới thì cũng đang mở xuống, thì cho thấy một tín hiệu break khá là ok đấy. Thì anh chị có hàng thì Nam nghĩ là cứ nắm giữ cổ phiếu này. Còn mua mới thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có cái rủi ro liên quan đến thị trường ấy, cho nên là các cổ phiếu như này thì Nam nghĩ là chúng ta không nên đuổi theo. Đấy, một phần nữa là về cái vùng trà tuần ấy, là anh chị thấy là nó đang gặp cái vùng kháng cự ở trong trung hạn, đúng không ạ? Kháng cự trong trung hạn. Đấy, cho nên là nó bật thì kệ nó thôi, cứ để cho nó vừa bật vừa tích lũy. Đấy là cổ phiếu VCI nhá. Đó, thì cổ phiếu này khoảng tầm 2 tuần nữa nó tích lũy được vùng này, 2 tuần nữa nó sẽ ok này. Đó, cổ phiếu như SSI thì hôm nay vẫn đang cố kéo dướn anh chị nhé. Nam đánh giá là nó phù hợp cho anh chị nắm giữ nếu anh chị có vị thế tốt thôi, còn mua mới thì không mua được, đúng không ạ? HCM cũng tương tự như vậy. Đó anh chị nhé, cứ để cho nó tích lũy thêm ở đây. Thì Nam đánh giá là cái nhóm chứng khoán nó vẫn là cái nhóm đang chú ý trong cái nhịp tới anh chị ạ. Đang chú ý đấy. Đấy, cho nên là trong cái nhịp điều chỉnh này anh chị cũng có thể để ý được nhóm chứng khoán, nó cũng là cái nhóm mà có cái vĩ mô lớn nhất hỗ trợ liên quan đến việc giảm lãi suất điều hành. Anh chị dùng là như vậy nhá. Đấy, cho nên là chứng khoán Nam vẫn đánh giá rất cao.
À, cổ phiếu này nó vượt được TK và Kijun rồi, cho nó tích lũy trên vùng này đi, cho tích lũy thêm đi anh chị nhé. Rồi cổ phiếu chứng khoán vốn hóa lớn có BSI. BSI thì hôm nay là một cái phiên mà test cung khá là ok, khá ok, để xem ngày mai nó có bật được không nhá, chúng ta chờ xem. Đây là cổ phiếu này nó có những cái sự gọi là tích lũy khá là chặt ở đây rồi, nhưng mà trên chart tuần ấy, thì Nam thấy là nó vẫn cần thời gian tích lũy thêm anh chị ạ. Cho nên là nếu mà nó có bật vượt đỉnh luôn ở đây thì Nam đánh giá là nó cũng chưa phải là các cái vùng gọi là quá đẹp để cho anh chị có thể mua đuổi được. Còn trên chart tuần thì hai đường TKN và Kijun nó vẫn đang cách xa nhau, thì Nam vẫn cần là cổ phiếu này nó tích lũy thêm. Tuy nhiên thì về chart ngày hôm nay Nam thấy là một cái pha test cung khá đẹp đấy, một ca test cung khá là đẹp mà hôm nay còn tăng được 2% cơ, khá là ổn, khá là ổn. Cổ phiếu BSI này khá là ổn, anh chị có thì cứ nắm giữ thôi, anh chị mà có vị thế tốt thì mọi người cứ nắm nhé. Đó, còn về thị trường thì Nam nghĩ là nó cũng sẽ điều chỉnh, tuy nhiên là về mặt điểm số ấy thì Nam nghĩ là nó cũng không phải là điều chỉnh quá sâu đâu, có thể chúng ta sẽ về đến cái vùng 1090 đó, nhưng về đấy thì chắc chắn nó sẽ có lực cầu vào nó bắt anh chị nhá, lực cầu nó vào nó đỡ và thị trường nó sẽ không phải là sập hay là giảm sâu đâu, cho nên là anh chị không phải quá lo về thị trường. Những cái nhịp mà đã khuyến nghị cho anh chị chốt lời trong cái tuần trước rồi, còn tuần này ấy là cái tuần mà chúng ta vẫn không phải quá lo sợ về thị trường nữa. Tất nhiên là nó sẽ vẫn có những pha rung lắc mà anh chị có thể chứng kiến những phiên mà thị trường giảm hơn 10 điểm đấy, có thể vẫn có, ví dụ như hôm nay giảm 9 điểm, có thể trong tuần này nó vẫn có giảm những cái phiên giảm 10 điểm hoặc hơn, nhưng mà đấy vẫn là cái cơ hội để cho anh chị có thể là tham gia và có thể là bắt đầu quay trở lại thị trường, ví dụ như hôm nay đúng không ạ. Nam cũng đã bắt đầu cho các anh chị khách hàng của Nam nó bắt đầu cũng mua lại rồi một phần cổ phiếu sau khi đã chốt lời trong tuần trước anh chị nhé. Ok, mọi người theo dõi cái video này, mọi người đừng quên để lại những cái lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam nhé. Anh chị nào muốn tìm một người đồng hành có thể về với đội của Nam bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý theo cái mã ID R808 và hãy liên hệ với Nam theo số điện thoại đang chạy trên màn hình cả nhà nhé. Ok, tiếp theo một cái cổ phiếu chứng khoán nữa. Chúng ta có các cổ phiếu như FTS hiện tại cũng đang tích lũy anh chị nhé. Các cái trên cái hai cái đường TKN và Kijun nó đang bóp rất là chặt này, Bollinger Band cũng đang bóp rất là chặt rồi. Đấy, thì đang bóp rất là chặt. Tuy nhiên là ở trên chart tuần ấy thì anh chị thấy là hai đường TKN và Kijun nó vẫn cách xa nhau. Tức là mấy cổ phiếu này thì nó chỉ là cái chart tuần của nó hiện tại là đang tích lũy chưa đủ. Còn ở chart ngày thì Nam thấy nó đang rất là chặt rồi. Đấy, thì các cổ phiếu này nó phụ thuộc vào vị thế anh chị thôi. Anh chị đang có thì mọi người cứ nắm giữ thật chặt nhé. Cứ nắm giữ, nếu mà anh chị nào mà có vị thế tốt ấy, ví dụ mọi người mua được các cái vùng dưới này ấy thì mọi người cứ nắm giữ thôi, nó rung lắc điều chỉnh kệ nó nhé. Đó, thì đấy là các cổ phiếu chứng khoán này. Dầu khí thì PVD sau cái phiên bật đó, nó có một cái phiên bán ngược trở lại và hôm nay thì vẫn đang một cái phiên rút đầu trở lại, thì nó vẫn đang tích lũy ở đây anh chị nhé. Cổ phiếu này thì Nam vẫn đang chờ những cái nhịp mà nó test lại cái vùng dưới này thì có thể mua thêm đúng không ạ, mua thêm. Còn Nam thì Nam gom ở dưới này rồi anh chị, nó đang gom ở dưới này rồi, thì Nam nghĩ là cổ phiếu này thì anh chị thấy là hiện tại này hai cái dao găm, hai cái TKN và Kijun nó đang hợp bích lại với nhau ấy, cho nên là sớm thôi nó cũng sẽ có những cái sự biến động trong thời gian tới anh chị nhá. Không biết là phi lên hay phi xuống nhưng mà Nam đánh giá là cái xác suất thành công của nó là cao hơn. Đấy, còn nếu như có điều chỉnh ấy về các cái vùng giá 23.x thì Nam đánh giá đấy là những cái vùng mà anh chị có thể gom cổ phiếu này nhá. Đấy là cổ phiếu PVD, còn PVS thì Nam thấy là nó hơi cao để anh chị có thể mua rồi. Đúng ạ, hơi cao để mua rồi. Thì những cổ phiếu này nó phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi. Chúng ta vẫn còn cái rủi ro liên quan đến thị trường, cho nên là nắm giữ các cổ phiếu này với cái vị thế tốt ấy thì Nam nghĩ là nó sẽ ok anh chị nhá. BSR nó hơi chậm, mặc dù nó đang giữ được trend tăng. Thì đối với cổ phiếu này thì Nam nghĩ là những cái nhịp hồi phục, ví dụ như hôm nay nó hồi được về cái vùng giá 17.4 ấy, hoặc là hôm trước nó hồi lên 17.5, 17.6, thì đấy là anh chị có thể là cơ cấu sang cái cổ phiếu khác. Thì khi mà nó có cái nhịp chạy đà này nó hơi yếu này, cái nhịp này thì Nam thấy là nó vẫn là đang là xu hướng tăng, nhưng mà nó hơi yếu anh chị ạ, nó hơi chậm, cho nên là anh chị nào cầm thì mọi người có thể cơ cấu sang cái cổ phiếu khác nhé. Rồi bất động sản chúng ta có đích thì anh chị thấy là trên chart ngày thì nó vẫn đang có phân kỳ âm đúng không ạ, vẫn đang có phân kỳ âm và nó đang tiệm cận lại cái vùng kháng cự trong ngắn hạn là cái vùng 21.2. hôm nay thì có những cái thời điểm nó vượt qua, tuy nhiên là nó vẫn đang dừng chân ở đây thôi. Thì nó có một cái là trên cái chart ngày, chart giờ thì nó có một hai đáy ở đây đúng không ạ, có hai đáy ở đây nó đang hồi phục. Đấy, tuy nhiên là để mà mua ấy thì Nam nghĩ là vẫn chờ thêm anh chị nhé, chờ thêm, chứ mua vùng này thì Nam vẫn thấy là nó chắc ngày của nó vẫn chưa, nó chưa phá được cái phân kỳ ở đây đối với chắc ngày, cho nên là cổ phiếu này thì Nam nghĩ là anh chị sẽ chờ thêm. Hôm nay thì cũng nhắn ở trong Zoom là mọi người chờ thêm, nếu như muốn mua thì chờ thêm nhé. Rồi đất xanh này,
À, cũng tương tự như vậy, con này nó chưa vượt được lại Tecan Kijun, cũng chưa là vượt lại cái vườn M20, và cái tín hiệu về phân kỳ âm là nó vẫn đang còn đấy, cho nên là chưa ưu tiên anh chị nhé, để nó tích lũy thêm đúng không. Sell cũng thế đấy, thì anh chị cứ quan sát cái vùng giá 25 đấy, các cổ phiếu này thì nó cần phải giữ được các cái vùng hỗ trợ, ví dụ sell là 25 này, đất xanh là 14 này, rồi đích là 20, thì hiện tại nó vẫn đang giữ được khá tốt. Con đích là cái con mà Nam thấy là đang khá là ok so với đất xanh và sell nhá, đẹp hơn. À, đẹp hơn thì cứ để cho nó tích lũy thêm đi, khi nào nó bò lại gần mây này anh chị này, à, nó bò lại gần mây này chúng ta sẽ cân nhắc về cái việc mà mua cái nhịp sau của nó hơn, chứ còn hiện tại bây giờ thì anh chị cứ cầm đã nhé. À, bởi vì là các cái vùng bán, ví dụ như là, vùng bán ở vùng này ấy, thì nó bây giờ mình mọi người bán thì nó hơi muộn rồi đúng không. À, mặc dù là hôm trước thì Nam trao đổi với anh chị là mọi người quan sát cái vùng giá 20, nếu như mà nó thủng 20 với cái lượng lớn thì mọi người phải bán. Hiện tại thì nó vẫn đang giữ được, thì mọi người cứ cố gắng nắm giữ thêm. Đất xanh cũng tương tự như vậy này đấy, còn những cái nhịp mà nó hồi lên như này ấy, đấy thì là cơ cấu hạ ra đúng không ạ. Trong tuần trước thì đã chia sẻ với anh chị rồi, sell cũng vậy đúng không. Sell cũng vậy, cái vùng giá 26 này này là cái vùng mà cơ cấu hạ ra. Còn hiện tại bây giờ mua mới thì mọi người cứ chờ nó tích lũy thêm nhá, chờ tích lũy thêm. Còn cái vùng này mọi người bán thì Nam đánh giá là bị bán hơi muộn rồi đấy, và để nó tạo thành một trend mới thì nó sẽ cần thêm thời gian. Đó, hôm nay chúng ta có nhóm đầu tư công này. Đó, nói qua về đầu tư công thì anh chị ok, trước khi nói về đầu tư công thì anh chị đang theo dõi cái video này, mọi người chưa like chưa tim thì mọi người nhớ để lại lượt like lượt tim ủng hộ tinh thần cho Nam nhé. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì hãy về với đội của Nam bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý theo cái mã ID R808 cả nhà nhé. Theo này, cổ phiếu đầu tư công này, anh chị thấy là hôm nay con VCG đúng không ạ, cuối tuần vừa rồi có một số các thông tin liên quan đến cái việc giải ngân đầu tư công ấy, thì hôm nay thì anh chị thấy là nhóm đầu tư công ngay buổi sáng là xanh rất tốt rồi, tuy nhiên là đến buổi chiều thì nó cũng không chống lại thị trường, và con VCG này có một cái nhịp nó test lại cái vùng đỉnh, và có vẻ như là hôm nay thì nó bị bán ngược trở lại, tuy nhiên là nó vẫn giữ được sắc xanh với cái vùng tăng điểm là 2,5%. Thì cổ phiếu này Nam nghĩ là nó sẽ cần tích lũy ở đây thêm nhé, bởi vì là thị trường chúng ta nó vẫn chưa điều chỉnh xong anh chị ạ, thị trường vẫn có thể có những cái pha rung lắc điều chỉnh trong thời gian tới, cho nên là đang có cái rủi ro liên quan đến thị trường, nên là những cái cổ phiếu mà nó bật mạnh ấy, nó bật ngay đầu giờ sáng ấy, thì thông thường là Nam sẽ không cho các anh chị đua đua theo, bởi vì là chúng ta vẫn còn cái rủi ro thị trường. Còn cái vùng mua đẹp của cổ phiếu này thì Nam vẫn thấy là quanh cái vùng giá 19.5 cơ, 19.5, 19 mới là cái vùng mua đẹp. Còn cái vùng này thì nếu như mà nó, một là nó phải tích lũy thêm, hai ấy là nó phải chiết khấu, nó chiết khấu thì lúc ấy mình mua nó sẽ an toàn hơn cả nhà nhé. HHV thì yếu hơn một chút đúng không ạ, nó chưa vượt được Tecan Kijun, chưa cượt được, thì cổ phiếu này vùng mua đẹp của nó sẽ là vùng 13.5 trở xuống cho đến 13, đây là vùng mua đẹp. Thì anh chị nếu mà có những cái pha rung lắc về đây mọi người mua thì Nam đánh giá là khá an toàn cho anh chị nhé. Rồi chúng ta có cổ phiếu như là LCG thì hôm nay hồi phục được đấy, tuy nhiên là anh chị thấy là cái thanh khoản nó vào không đủ nhá đấy, hôm nay là một nhịp hồi phục thôi, còn mua mới thì Nam nghĩ là vẫn chưa phải là các cái điểm mua hợp lý đâu, mọi người cứ chờ thêm để cho nó tích lũy thêm. Bollinger Band bóp khá là chặt rồi đấy, thì Nam nghĩ là nó cần tích lũy thêm, khi nào mà nó tích lũy gần đến cái gần vùng mây này này đấy, xong nó bật thì nó ok hơn anh chị nhá, nó có một cái mây đỡ ở phía dưới đấy, còn không nó phải chiết khấu về cái vùng giá mà 12.5 thế này thì mọi người mua nó sẽ an toàn, chứ mọi người mua bật ở đây thì Nam nghĩ là nó hơi, nó gọi là 50-50 đúng không ạ. Đấy, thì một là nó chiết khấu, hai là nó tích lũy thêm, thì với chúng ta sẽ nghĩ đến việc mua nhé. Ok, nói chung là đầu tư công thì mọi người tập trung vào HHV với cả VCG ấy, Nam nghĩ là nó sẽ ok, các cổ phiếu còn nhiều dư địa và nó còn cái nó có dòng tiền tốt, anh chị có thể là cân nhắc. Còn cổ phiếu LCG thì nó đang vướng ở trong chát tuần đó, cho nên là Nam vẫn nghĩ là cổ phiếu này nó cần tích lũy thêm. Đấy, chứ còn nó bật luôn thì nó sẽ không bền nhé. Đấy, mà hôm nay thì nó tăng được khoảng tầm 3,5%. Tuy nhiên là sau phiên ngày hôm nay thì Nam cần nó tích lũy thêm tầm 1 đến 2 tuần nữa nó tiến lại gần mây này này. Lúc ấy nó bật thì Nam đánh giá nó sẽ cao hơn là thời điểm hiện tại nhé. Đó, thì đấy là cái nhóm đầu tư công. Nam đã đi phân tích hầu hết các cái nhóm mạnh của thị trường rồi đấy. Thì anh chị lưu ý là cái nhịp điều chỉnh này vẫn là cái nhịp điều chỉnh tích cực trong cái xu hướng đi lên thôi. Thì mọi người theo dõi cái video này thì anh chị nếu mà cảm thấy chia sẻ hữu ích thì mọi người có thể để lại lượt like lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam nhé. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì có thể về với đội của Nam bằng cách mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý mọi người nhé. Liên hệ với Nam theo số điện thoại đang chạy trên màn hình thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị vào trong các Zoom VIP để chúng ta cùng đồng hành với thị trường. Đấy, về
thị trường thì đánh giá là đây vẫn chỉ là cái nhịp điều chỉnh tích cực thôi, đúng không ạ? 1 2 3 4 phiên. À, chúng ta có nếu mà không nếu không tính hai cái phiên này ấy, thì thật ra là hai cái phiên này nó cũng là điều chỉnh anh chị ạ. Đấy thì chúng ta đã có 4 phiên điều chỉnh rồi. Đấy, thì nếu mà không tính thì có hai phiên, và cái nhịp điều chỉnh này thì Nam đánh giá là cái mục tiêu của nó có thể là về đến cái vùng 1090, 1095 ở đây. Thì đây là cái vùng mà mua rất là đẹp. Tuy nhiên là trong cái quá trình thị trường điều chỉnh thì một số cổ phiếu nó điều chỉnh trước nó về điểm mua. Đấy, ví dụ như hôm nay Nam có khuyến nghị một số cổ phiếu ấy, thì Nam đánh giá là những cái điểm mua đấy khá an toàn để cho anh chị có thể tham gia nhé. Mọi người cũng không cần phải quá lo lắng đâu về thị trường. Nam đánh giá là điều chỉnh tích cực trong xu hướng đi lên thôi. Đấy, cả nhà hình dung ạ, chúng ta đã có một cái bức tranh tổng thể về thị trường, có một cái bức tranh tổng thể về vĩ mô rồi, cho nên là không phải quá lo. Anh chị nào mà chưa mua thì mọi người có thể cân nhắc tham gia thêm khi mà thị trường điều chỉnh. Còn anh chị đã mua rồi đúng không ạ, mà mình đang có lãi khoảng tầm 15-20% thì mọi người cứ nắm giữ nhé, nắm giữ cho hết cái nhịp điều chỉnh. Còn anh chị nào mà vị thế không tốt thì trong cái tuần trước là Nam cũng đã khuyến nghị anh chị hạ ra rồi, khuyến nghị anh chị là chốt ra rồi đúng không ạ, khuyến nghị anh chị hạ ra rồi. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà mua nhiều hơn là cái việc bán anh chị nhá. Ok, thì chắc là Nam xin phép dừng cái video này ở đây. Thì anh chị theo dõi nhớ để lại một like. Nếu như không biết comment gì thì để lại giúp Nam một quả tim màu tím ở dưới một comment cả nhà nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại với những cái video tiếp theo. Muốn tìm một người đồng hành thì hãy liên hệ với Nam để có những cái nhịp đầu tư nó hiệu quả hơn anh chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Và hẹn gặp lại vào buổi live stream 20h40 tối nay trên kênh Ichimoku Club mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.